Căn nhà của gia đình anh Hoàng Văn Thịnh, dân tộc Sán Dìu ở xóm Đèo Nứa, xã Phúc Thuận, nhiều năm nay đã xuống cấp. Tuy nhiên, do thu nhập không ổn định mà nhiều năm nay gia đình anh vẫn là hộ nghèo, không đủ kinh phí để xây dựng nhà. Đến đầu năm 2024, được sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi, anh Thịnh đã có thể dần hoàn thiện ngôi nhà của mình. Nguồn lực hỗ trợ này đã góp phần giúp gia đình dựng nơi an cư để lạc nghiệp. Ngôi nhà mới này thì cũng ở trên bên trên xã với huyện vào cũng là hỗ giúp gia đình, là cũng làm được cái nhà cũng là thôi thì gia đình cũng cảm ơn. Hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số là một nội dung trong chính sách dân tộc được các địa phương ở thành phố Phổ Yên triển khai hiệu quả. Cùng với đó là các chính sách về giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động, vay vốn chính sách. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc của thành phố Phổ Yên giảm nhanh. Hiện số hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 156 hộ, chiếm tỷ lệ 3,63%. Hộ cận nghèo dân tộc thiểu số còn 192 hộ, chiếm 4,47%. Từ nguồn vốn chính sách của nhà nước đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình là đồng bào dân tộc trong phát triển kinh tế. Cuộc sống trước đây nó cực kỳ là khó khăn, được sự quan tâm của Đảng cũng như là chính quyền, xã nhà cũng tạo điều kiện cho gia đình là cũng dựa được cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách. Thế sau đó gia đình là cũng có cái vốn vay đó thì cũng về phát triển cái mô hình chăn nuôi. Thu nhập ở lợn là tương đương khoảng 2 tỷ trên năm. Cùng với giảm nghèo, hạ tầng cơ sở ở vùng dân tộc của thành phố Phổ Yên được đồng bộ. Đến nay 100% xóm có điện lưới quốc gia, 100% đường đến trung tâm các xã, phường được cứng hóa, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 98,2%, 296 trên 296 xóm tổ dân phố có nhà văn hóa, 100% xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là trên 3.900 tỷ đồng. 5 năm qua, đã có trên 370 km đường giao thông nông thôn được triển khai với tổng kinh phí trên 580 tỷ đồng. Các địa phương vùng dân tộc miền núi ở Phổ Yên đều đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới ở một mức cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Trong những năm qua thì có 8 xóm là dân tộc thì đều là những được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như là tất cả những cái văn bản thì xã cũng triển khai đồng bộ kịp thời đến xóm. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo cũng như cận nghèo thì hàng năm đều giảm, cơ sở vật chất hạ tầng thì ngày càng một khang trang. Cái bộ mặt của nông thôn Phúc Thuận được thay da đổi thịt, đóng góp vào sự phát triển chung và góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 vừa rồi và phấn đấu để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Thời gian tới thì thành phố Phổ Yên tiếp tục bám sát những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên, trong đó cụ thể hóa cái chính sách định hướng phát triển về kinh tế vùng, kinh tế phát triển về các cái hạ tầng và đặc biệt là phát triển các dự định hướng trong cái quy hoạch phát triển những dự án lớn cho bà con nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên áp dụng, ứng dụng hoặc là tuyển dụng lao động, sử dụng lao động vào những cái dự án lớn này. Và trong đó thì Phổ Yên cũng chú trọng duy tu bảo dưỡng, bảo tồn các cái điểm di tích và các văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. Năng động, linh hoạt triển khai các chính sách dân tộc của nhà nước, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, hiệu quả, toàn diện. Đó là cách làm hiệu quả của thành phố Phổ Yên nhằm đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi ở những vùng khó khăn của địa phương, góp phần vào sự khởi sắc của một địa phương công nghiệp năng động, phát triển nhanh, mạnh. Thành công này đã chứng minh cho quan điểm thống nhất mà thành phố đặt ra đối với nhân dân các dân tộc ở địa phương là đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng để hội nhập và phát triển bền vững.